Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Văn hóa toàn cảnh. Thưa quý vị và các bạn, triển lãm Hội chợ sách quốc tế Việt Nam lần thứ 3 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21 tại triển lãm Giảng Võ đã kết thúc, để lại nhiều dư vị với mỗi người tham gia. Trong chuỗi những hoạt động đáng chú ý tại hội chợ lần này, phải kể đến buổi tọa đàm về văn hóa đọc diễn ra vào tối ngày 19 tháng 9. Có thể nói, trước sự lấn át của các phương tiện nghe nhìn quá nhiều, quá hấp dẫn, văn hóa đọc đang đứng trước nguy cơ của sự mai một. Để giúp quý vị phần nào hình dung về tình trạng đáng báo động này, mời quý vị và các bạn đến với một phóng sự mà phóng viên của chúng tôi đã thực hiện được. Sách vừa là món ăn tinh thần, vừa là chìa khóa để mở kho tàng kiến thức của nhân loại. Như một nhà hiền triết đã nói, sách là người bạn không thể thiếu, mỗi người cần phải đọc để khám phá, tu thân và trưởng thành. Thế nhưng chưa bao giờ người ta lại bàn nhiều về văn hóa đọc như hôm nay. Đọc đang đứng trước một cơ hội và một nguy cơ. Nói là cơ hội bởi mỗi người đều được tiếp cận với một khối lượng tri thức khổng lồ và có quyền lựa chọn những cuốn sách về lĩnh vực hay của tác giả, nhà xuất bản mà mình muốn. Nhưng nó cũng tiềm ẩn một nguy cơ làm mai một thói quen đọc bởi sự lấn át của các phương tiện nghe nhìn. Tình trạng lười đọc sách ở tất cả các thành phần, lứa tuổi ngày một tăng trong khi xã hội đang rất cần tri thức. Và nguy cơ ấy đáng báo động, đặc biệt là với lứa tuổi học sinh, sinh viên, những thế hệ mà việc đọc sách thường xuyên từ sớm có vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành nhân cách, phẩm chất và sự phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Kỹ năng đọc là phần tối quan trọng của văn hóa đọc. Nếu được trang bị từ sớm thì nó sẽ có tác động tích cực đến việc hình thành thói quen đọc thường xuyên cũng như niềm say mê với sách của mỗi người. Thế nhưng, từ trước đến nay, trong nhà trường và cả gia đình, chúng ta đã quên mất điều đó. Nó có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân thứ nhất là các bạn không được dạy đọc sách. Tức là các bạn dạy biết đánh vần, nhưng mà không dạy đọc một cách thường xuyên, đọc để lấy kiến thức, mà chỉ đọc theo kiểu đánh vần. Tức là lỗi đầu tiên là của nhà trường, của giáo dục, không dạy kỹ năng đọc sách và đọc sách siêu tốc, đọc sách nhanh. Cái lỗi thứ hai nữa là cái lỗi của gia đình. Các gia đình bố mẹ không đọc sách, không xây dựng tủ sách gia đình, không cái động viên khí các con đọc sách là gia đình. Học thuộc lòng rồi trả bài và những kiến thức đó mau chóng bị lãng quên. Chính điều đó đã khiến phần lớn học sinh không có thói quen, nhu cầu đọc sách một cách nghiêm túc. Không biết đọc thế nào cho hiệu quả, dù chương trình học có nặng đến mấy. Cách ghi nhớ, cách hệ thống lại những gì đã học đều cần phải được chỉ dẫn và có thời gian để rèn luyện, chứ không tự dưng mà có. Vừa qua tại triển lãm Giảng Võ Hà Nội đã diễn ra một cuộc tọa đàm về văn hóa đọc của Công ty Cổ phần Sách Thái Hà, một hoạt động nằm trong khuôn khổ Hội chợ triển lãm sách quốc tế Việt Nam lần thứ 3. Không phải là tọa đàm hay hội thảo đầu tiên nói về vấn đề văn hóa đọc, nhưng có thể nói những điều mà chúng ta thu nhận được từ cuộc nói chuyện này là rất đáng quý, vì không phải ở đâu chúng ta cũng được chỉ dẫn cụ thể, tỉ mỉ về kỹ năng đọc. Cái việc đầu tiên là phải thay đổi tư duy, tức là đầu tiên chúng ta phải tạo cho mình cái tâm thế để đọc sách, phải hiểu cái giá trị của việc đọc sách, thì đấy là cái đầu tiên, tức là tôi quyết tâm đọc sách, tôi quyết tâm đầu tư thời gian, kể cả tiền bạc vào đọc sách. Cái việc thứ hai quan trọng nữa là phải chọn sách để lựa ra những cuốn sách có giá trị để bổ ích cho tâm hồn, cung cấp kiến thức cho mình, là khâu thứ hai là khâu chọn sách, khâu thứ ba là đọc sách. Thì ngay cả việc đọc sách thì chúng ta cũng phải có dụng cụ để đọc sách, cũng phải biết đọc lướt, cũng phải biết đọc sâu, cũng phải biết đọc scan, tóm tắt nội dung, cũng phải biết là bôi vàng, bôi xanh, đánh dấu những phần quan trọng. Sau đó đọc xong cuốn sách, chúng ta cũng phải viết tóm tắt lại nội dung của cuốn sách. Chúng phải nghĩ xem những cái mục nào mà chúng ta có thể áp dụng được vào cuộc đời của chúng ta. Thế rồi đôi khi chúng ta phải dùng thời gian để chúng ta ôn lại những nội dung cuốn sách đã đọc. Thì nó rất nhiều các cái vấn đề cần phải làm. Và nếu như chúng ta từng bước chúng ta thay đổi tư duy và từng bước chúng ta những cái hành động, thì cái việc đọc sách sẽ tốt và chúng ta sẽ có một thói quen đọc sách. Trong gần 3 tiếng đồng hồ diễn ra buổi tọa đàm, những câu hỏi xoay quanh việc dựa trên những tiêu chí nào để chọn được những cuốn sách hay, giữa hàng ngàn hàng vạn các cuốn sách cùng chủ đề, đọc thế nào để vừa ít mất thời gian mà vẫn có hiệu quả cao, đã được khách mời và những bạn trẻ tới tham dự đưa ra trao đổi, bàn luận sôi nổi. Thực sự thì đấy là những cái kiến thức nó rất là căn bản và nó rất là thực tế. Và
Đồng thời thì mình cũng biết được rằng là nếu như bạn đọc sách ấy, thì bạn sẽ hiểu rằng cũng có rất nhiều sách nói về cái văn hóa đọc, nói về cái phương pháp đọc nhanh, đọc hiệu quả như thế nào. Ví dụ bạn có thể tìm thấy các phương pháp đó trong cuốn sách dạy đọc nhanh của Tony Buzan, bạn có thể tìm thấy ở cuốn Tôi tài giỏi bạn cũng thế của Adam Khu, hay là tất cả rất nhiều loại sách về tư duy khác. Và những cái kiến thức đó, nếu như các bạn chỉ được đọc sách thôi thì có thể cái khả năng ứng dụng của nó sẽ không lớn. Tuy nhiên ngày hôm nay được thầy Hùng nhắc lại những cái kiến thức cơ bản đó và được chắt lọc qua cái kiến thức cơ bản của thầy, những kinh nghiệm, những trải nghiệm thực tế của thầy thì nó sẽ giúp mình hiểu sâu hơn và quan trọng hơn là mình phải áp dụng nó thì nó mới thực sự hiệu quả được. Tất nhiên, văn hóa đọc là một khái niệm rất rộng lớn và kỹ năng đọc cũng chỉ là một khía cạnh. Nhưng nếu cải thiện được vấn đề gốc rễ ấy thì những chiến lược quốc gia về văn hóa đọc và mọi nỗ lực của chúng ta trong việc nâng cao dân trí mới có thể thu được kết quả khả quan. Dân tộc ta là một dân tộc hiếu học và thường lấy tự học là chính. Trong thời kỳ hội nhập hiện nay, cùng với việc tiếp nhận kiến thức qua các phương tiện nghe nhìn khác, đọc sách vẫn vô cùng cần thiết vì số người đọc sách càng nhiều, chất lượng đọc càng được nâng cao thì càng đáp ứng tốt cho sự hình thành và phát triển của nền kinh tế tri thức chúng ta đang hướng tới.